Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, từ thời cổ chí kim đều lưu lại không ít những lời tiên tri của các bậc ẩn sĩ, cao tăng và người tu hành chính đạo. Từ những lời nhắn nhủ của họ, chúng ta dường như có thể nhìn ra chút chân cơ giúp bản thân và gia đình tránh được thảm họa. Đặc biệt, ở Nội Mông Cổ, một dân tộc cổ xưa thuần phác, nơi có thảo nguyên mênh mông vô tận, đã lưu lại rất nhiều truyền thuyết thần kỳ của hai vị Lạt Ma. Điều bất ngờ là những lời tiên tri ấy đều lần lượt ứng nghiệm 100%. Chưa dừng lại ở đó, lời cuối cùng của vị Lạt Ma Mông Cổ tiên tri về Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang ly ứng một cách đáng kinh ngạc. Vậy những lời tiên tri chấn động về Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị hủy diệt như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đức Đăng Lạt Ma, thời mà thế sẽ có Đức Phật hạ thế độ nhân. Tại làng Liễu Thụ Doanh Tử, thôn Tiểu Thành Tử, huyện Ninh Thành, thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ, có một vị Lạt Ma người Mông Cổ tên là Đức Đăng. Có nhiều điều ông nói khi còn sống, người ta lúc đó không hiểu, nhưng về sau phát hiện lần lượt đều ứng nghiệm. Khoảng những năm 1930, Đức Đăng Lạt Ma đã nói với người dân Mông Cổ rằng: "Mọi người đừng mua đất, đất dù rẻ mấy cũng chớ mua, thịt dù đắt mấy cũng phải mua mà ăn." Có người họ hàng và cháu trai họ Triệu thường xuyên mang thức ăn và củi cho Đức Đăng Lạt Ma. Ông bảo họ nên bán những con ngựa chở đồ đi. Những người họ hàng này nói: "Chúng tôi cần dùng con ngựa này để chở đồ cho ngài. Tại sao ngài lại bảo chúng tôi bán ngựa đi?" Đức Đăng Lạt Ma nói: "Một ngày nào đó, người ta sẽ dắt ngựa của các anh đi tưởng máng cỏ." Ông còn nói rằng trong tương lai, những con đường trên mặt đất sẽ phủ đầy dầu, bầu trời sẽ bị bao phủ bởi mạng nhện, trên đường đầy dấu rắn bò, ở trên giường tại nhà mình có thể xem kịch diễn từ Bắc Kinh. Người ta cho những thứ mọc từ dưới đất uống thuốc và trong tương lai khó phân biệt giữa nam và nữ. Lúc đó mọi người nghe đều không hiểu gì, bèn cho rằng ông bị điên. Đức Đăng Lạt Ma có 3 đệ tử, ông không yêu cầu họ tụng kinh. Có người hỏi ông rằng tại sao ngài không yêu cầu các đệ tử của mình tụng kinh. Đức Đăng Lạt Ma nói: "Bây giờ học kinh sách cũng vô ích, kinh sách viết theo chiều dọc nay đã không thể độ nhân, trong tương lai sẽ ra đời kinh sách viết theo chiều ngang mới có thể độ người. Đến một năm nào đó, có một thứ xuất hiện sẽ đập vỡ tượng Phật. Đến một năm nào đó, sẽ lại có Phật hạ thế độ nhân. Khi đó kinh thư viết theo hàng ngang, đạo Phật lại hưng thịnh, con người cũng tốt hơn." Lúc đó mọi người đều không tin, thậm chí còn nói ông lẩn thẩn mất trí. Đức Đăng Lạt Ma còn nói rằng sau khi ông chết, mộ phần của ông sẽ bị người ta đào lên nhưng cũng có người chôn cất lại. Sau vài năm, Đức Đăng Lạt Ma qua đời, mộ phần của ông được chôn cất trên núi ở làng Hà Nam Doanh Tử. Khi Bát Lộ Quân đến đó, nói rằng có báu vật trong mộ của ông, liền cho quân đào lên. Về sau có người ở Hà Nam Doanh Tử đã chôn cất lại, còn quét vôi màu trắng. Hầu hết những người thân của Đức Đăng Lạt Ma đều sống ở làng Liễu Thụ Doanh Tử. Nơi đó xưa nay chưa từng xảy ra tai họa gì lớn. Có lần, trong khi khắp nơi đều có mưa đá thì chỉ riêng ở làng này không bị. Người ta nói rằng đó là vì những người ở làng đã đối đãi tốt với Đức Đăng Lạt Ma nên mới được phúc báo. Bây giờ mọi người mới hiểu những gì Đức Đăng Lạt Ma nói bởi vì chúng đã ứng nghiệm từng điều một. Trong cuộc cải cách ruộng đất, Đảng Cộng sản Trung Quốc phân chia ruộng đất, những người có ruộng đất đều bị đấu tố và trừng trị đến chết. Đây chẳng phải là đất có rẻ đến mấy cũng không nên mua hay sao? Ngoài ra vào thời ấy, trong nhà ai có ngựa cũng bị bắt đi để phân chia cho người khác mà không được trả một xu. Hiện tại, các con đường đều là đường nhựa, tức là dính đầy dầu. Vết bánh xe trên đường giống như rắn bò, dây điện trên không trung giống như mạng nhện. Bây giờ, mọi người ngồi ở nhà vẫn có thể xem các chương trình TV từ Bắc Kinh. Thậm chí, cả những tin tức, những trò giả mạo được diễn tập lại, chính là có thể nhìn thấy Bắc Kinh diễn trò. Các loại rau quả trồng dưới đất đều phải phun thuốc trừ sâu và phân bón, chính là cho chúng uống thuốc. Nhiều người trên đường phố từ đầu tóc đến quần áo thật khó phân biệt được là nam hay nữ. Trong cuộc cách mạng văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đập phá chùa miếu và phá hủy tượng Phật. Từ thời cổ đại, kinh sách đều viết theo chiều dọc đã không còn độ nhân được nữa, chính là đã đến thời mạt Pháp, cho nên Đức Đăng Lạt Ma không bắt đệ tử của mình học kinh thư. Lời cuối cùng của Đức Đăng Lạt Ma: "Đến một năm nào đó sẽ lại có Phật hạ thế độ người. Khi đó kinh thư viết theo chiều ngang, đạo Phật lại hưng thịnh, con người cũng tốt hơn." Tất cả mọi người đang suy nghĩ, năm nào Phật hạ thế độ nhân đây? Phật Pháp cứu người ở nơi nào? Lạt Ma đắc đạo, có thần linh bảo vệ sẽ tránh được tai họa.
Tại khu Đồng Cỏ thuộc Nội Mông Cổ có một vị Lạt Ma đáng kính với đạo đức cao thượng và có uy tín. Ông ấy nói tiếng dân tộc thiểu số Mông Cổ và thường xuyên khuyên mọi người cách làm người tốt như thế nào. Ông bảo họ không được làm trái với ý trời và chờ sự giúp đỡ của thần để được cứu độ. Vị Lạt Ma đáng kính biết nhân quả và có thể thấy được tương lai, những lời tiên đoán của ông lần lượt đều ứng nghiệm. Vì vậy, người dân thường tìm đến lời khuyên của ông khi họ có những vấn đề quan trọng cần xử lý. Nếu họ làm theo lời chỉ dẫn của ông thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp. Những người dân tộc thiểu số Mông Cổ rất kính trọng vị Lạt Ma này. Năm 1998 xảy ra lũ lụt dẫn đến lở đất và một phần của dãy núi đã bị sụp đổ xuống. Nước chảy cuồn cuộn, đất đá ầm ầm trôi xuống, người Mông Cổ không có cách nào để kháng cự lại thảm họa khủng khiếp này. Trong phút chốc, rất nhiều ngôi nhà trong thôn đã hoàn toàn bị chôn vùi. Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn chiến thiên đấu địa cũng phải bất lực khi đứng trước một sức mạnh như thế. Mọi người trong khi bất lực trước thảm họa đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng ngôi nhà của vị Lạt Ma đáng kính vẫn bình an vô sự, hoàn toàn không bị hư hại. Khi xem xét kỹ càng, họ thấy một vài điều không thể tin được. Khi dòng lũ chảy đến gần nhà của vị Lạt Ma, nước như thể làm theo mệnh lệnh đã tách ra làm hai và cuồn cuộn chảy xung quanh hai bên nhà ông. Trong sân nhà ông không hề bị ướt, quả thực không thể nào tưởng tượng. Sau thiên tai, chỉ có ngôi nhà của vị Lạt Ma đáng kính là vẫn còn đứng vững. Mọi người không khỏi kinh ngạc cảm thán. Chỉ có người tu tâm hướng thiện sẽ được bảo vệ và an toàn trong thảm họa. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng giống như một tai họa lớn gây nên một cơn thủy triều đỏ tuôn trào khắp đất nước Trung Quốc. Khắp mọi nơi, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều là chương trình phát sóng, vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công. Người hiểu biết cảm thấy điều này thật kỳ quặc. Họ tự hỏi làm sao có thể đối xử với những người tin thần kính Phật như vậy. Thế là họ tìm đến vị Lạt Ma đáng kính, biết nhân quả, biết nhìn thấy tương lai, hỏi rằng những gì thực sự sắp xảy ra. Vị Lạt Ma lo lắng về điều này và nói với họ: tuyệt đối đừng phỉ báng Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là chính pháp. Pháp Luân Công sẽ được công nhận là chính pháp trong tương lai. Lạt Ma nói: Đảng Cộng sản Trung Quốc đố kỵ Pháp Luân Công. Họ nhìn thấy Pháp Luân Công đã giúp con người thay đổi và trở nên tốt hơn nên đã đàn áp. Sớm muộn Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị hủy diệt. Đảng Cộng sản là một thảm họa đỏ. Pháp Luân Công sẽ được công nhận là chính pháp. Ông cũng nói trước rằng trong tương lai nhiều người sẽ luyện Pháp Luân Công. Người dân địa phương nhanh chóng lan truyền những lời dự báo của vị Lạt Ma. Người này nói với người kia, dù không tu không luyện cũng không được nói Pháp Luân Công là xấu. Vị Lạt Ma đáng kính nói rằng không được phỉ báng Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là chính pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là xấu. 2 năm sau, vị Lạt Ma đáng kính nói ông sẽ sớm rời bỏ thế giới này. Ông nói rằng vào ngày ông rời đi, có 2 con chim phượng hoàng sẽ bay đến đón ông và chúng sẽ bay về hướng nào. Vị Lạt Ma đáng kính đã viên tịch như lời ông dự đoán. 2 con chim phượng hoàng cũng đã đến và chúng đã rời đi theo hướng mà ông đã nói. Giây phút tiễn đưa vị Lạt Ma trong nhà tang lễ, trên không trung bỗng truyền đến âm thanh của thần linh nghênh đón ông. Tiếng tụng kinh vang lên khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều bất giác quỳ xuống. Mọi người thực sự nhận được sự tồn tại của thần linh. Chính là trên đầu 3 thước có thần linh, có người cảm động rơi nước mắt thành kính. Thưa quý vị, xoay quanh các vị Đạt Lai Lạt Ma là những câu chuyện huyền bí về hóa thân khi chết đi để tái sinh và tiếp tục công việc hàng hóa Phật Pháp còn dang dở. Có thể hiểu, hóa thân tái sinh là sự thị hiện của chư Phật, Bồ Tát và các vị đạo sư giác ngộ trên trần thế để giáo hóa và cứu độ. Và ở Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được xem là sự hiện thân của chư Phật Bồ Tát và các vị đạo sư giác ngộ. Với trí tuệ và lòng từ bi của mình, Ngài trở thành người lãnh đạo tinh thần của chính phủ và người dân lưu vong Tây Tạng tại Ấn Độ và nhiều đạo tràng Phật giáo trên thế giới. Và câu chuyện hóa thân tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Truyền kỳ vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên. Theo Sử ký Tây Tạng, vào cuối thế kỷ 19, khi một gia đình du mục Chăn Kiều di cư từ miền đông Tây Tạng đến những cao nguyên bên miền Tây, đã tạm định cư trên một cánh đồng nhỏ ở Satot, nằm trong thung lũng Srat gần Siges và chùa Sakya.
Đúng vào ngày đứa con của hai vợ chồng trẻ chào đời, gia đình này bị truy lùng bởi bọn thổ phỉ nên phải bỏ trốn, để lại đứa bé quấn trong chăn ấm, đặt khuất sau những tảng đá. Sáng hôm sau, những người chăn cừu quay trở lại và vô cùng kinh ngạc khi thấy đứa bé vẫn bình yên vô sự. Khi đó có một con quạ to đang canh gác cho cậu bé khỏi sự đe dọa của những bầy quạ, kền kền và những con chó hoang dã khác. Các nhà tiên tri sau này cho rằng con quạ ấy chính là hiện thân của Mahakala, một hiện thân của thần hộ pháp, tức Đức Quan Thế Âm, có nhiệm vụ đi theo hộ trì cho cậu bé ấy suốt đời. Khi còn là một đứa trẻ, cậu bé ấy đã có cách cư xử đặc biệt. Ví dụ như chạm khắc các câu mật chú và những lời cầu nguyện trên các tảng đá trong lúc đang chăn giữ gia súc. Vì thế năm lên 7, dù gia đình rất nghèo, sau khi cha mất, người mẹ vẫn đưa cậu bé đến Na Tang, một ngôi chùa của phái Kadampa, để làm thị giả và học hành dưới sự giám hộ của người cậu tên là Gese Chosei. Ở đây, cậu bé được đặt tên mới là Pame Doriye, có nghĩa là hoa sen sấm sét. Sau một thời gian được dẫn dắt, chở che và truyền đạo giáo lý của viện trưởng Rupa Serap, một đạo sư nổi tiếng, cậu bé được xuất gia với pháp danh là Gendun Rop, hay còn gọi là Gendun Trupa, sự hoàn hảo của Đức Hạnh. Chính là Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên của Tây Tạng, sinh năm 1391, mất năm 1475. Trước 25 tuổi, Gendun Trupa đã hoàn tất việc thọ giới và trở thành một vị tăng thực thụ và được học hành dưới sự hướng dẫn của gần 50 vị Lạt Ma. Tiểu sử bằng tiếng Tây Tạng đã nhấn mạnh về Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên với những phẩm chất của một tâm hồn bình thản, cách xử sự điềm đạm, khiêm nhường và hoàn toàn không có tâm ganh tị hay tranh đua, không hề tự khen mình hay chê người. Sau khi rời khỏi Na Tang, Gendun Trupa đến trung tâm Tây Tạng để theo đuổi việc học hành cao hơn ở một số trường đại học Phật giáo khác. Trong suốt 12 năm ở trung tâm Tây Tạng, Gendun Trupa đã nhập thất, thiền định và học hỏi không ngừng, cuối cùng đạt được chức vụ viện trưởng ở Ganden, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của phái Gelupa. Một trong những tiểu sử về Gendun Trupa của Tây Tạng đã chép rằng, đại sư đã thể hiện chính mình là một tăng sĩ mẫu mực, trước hết là học hành, nghiên cứu bằng quá trình văn tư tu của mình để đạt được sự giác ngộ và sau đó cống hiến cả cuộc đời cho sự truyền bá đạo Pháp, để lại những tác phẩm giá trị và xây dựng các trung tâm tâm linh cho hậu thế. Huyền bí câu chuyện hóa thân tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma. Người ta kể lại rằng Gendun Trupa viên tịch vào năm 1475 khi ở độ tuổi 84, sau khi truyền cho các đệ tử những lời huấn thị cuối cùng về giáo lý Phật Đà và dặn dò các đệ tử về việc tái sinh của mình, vị Lạt Ma đã nhập mật định bằng phương pháp yoga trong giai đoạn hoàn tất. Truyền thuyết kể lại rằng thân thể của Ngài bắt đầu chuyển dạng từ một người già nua trở nên trẻ trung và phát hào quang rực rỡ. Ngài giữ nguyên trạng thái như thế trong vòng 49 ngày, không thở và tim cũng không đập. Để các đệ tử biết được mình sẽ hóa thân vào người nào, đại sư Gendun Trupa đã chỉ rõ một vài thứ đồ dùng hàng ngày của mình và viết một bài kệ đặc biệt để các đệ tử ngày sau cứ theo đó mà đi tìm. Suốt 2 năm sau đó, các đệ tử liên tục tìm kiếm và cuối cùng cũng đã xác định được hóa thân tái sinh của Gendun. Đó là một cậu bé 2 tuổi sống tại vùng Tơ Sang, miền Trung Tây Tạng. Ngài ngồi trong tư thế Tukham, một trạng thái huyền bí giữa sống và chết. Ý thức dần dần rời khỏi cơ thể và cơ thể vẫn được duy trì nguyên vẹn nhờ năng lực của thiền định. Vị Lạt Ma đã căn dặn các đệ tử rằng Ngài sẽ hóa thân trở lại trần gian, đầu thai qua các vị Đạt Lai Lạt Ma để cứu độ chúng sinh và hoàn tất những việc mình chưa làm xong. Tương truyền, khi vừa bập bẹ biết nói, cậu bé đã nói với cha mẹ rằng tên mình là Pera Doriye, tục danh của Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên. Sau đó, các đệ tử của đại sư đã tìm đến tiếp xúc và hỏi cậu bé nhiều câu hỏi về tiền kiếp, đứa bé đã trả lời rất trôi chảy. Sau đó là thử thách, những di vật của đại sư Gendun Trupa được đặt lẫn lộn với nhiều đồ vật của những vị sư khác trong tu viện trước mặt cậu bé, rồi hỏi những thứ nào người đã thường dùng ngày xưa. Cậu bé nhìn tất cả các thứ đồ vật, rồi lựa đi những di vật của đại sư Gendun Trupa để riêng ra một bên, rồi nói, đây là những thứ tôi thường dùng ngày trước. Sau đó, một người liền đưa bài kệ khi xưa cho cậu bé đọc thử. Cậu bé không những đọc được cả bài kệ
mà còn giải thích được những đoạn khó hiểu cho mọi người nghe. Cậu bé đó trở thành Đạt Lai Lạt Ma thứ hai với pháp danh Gaydun Gaso. Cứ thế, mỗi đời Đạt Lai Lạt Ma trước khi viên tịch đều để lại một số di vật như tràng hạt, bình bát cùng một bài kệ để phục vụ việc tìm kiếm. Ngoài ra, các bậc cao tăng được cho là sẽ nhận báo mộng cũng như một số dấu hiệu khác. Trong cuốn sách The Search Team Arrive, tạm dịch là Đoàn Tìm Kiếm Đã Đến của hai tác giả Annie F. Thurston và Giallo Thundup, anh ruột Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã ghi lại. Sau khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, Thubten Gaso qua đời năm 1933, di thể được ướp đang quay mặt về hướng Đông Nam đã tự quay đầu về hướng Đông Bắc. Dựa theo dấu chỉ này, đoàn tìm kiếm tới làng Taxer, nay thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, để gặp cậu bé Lam Mô Thôn Đắp. Cậu bé Lam Mô Thôn Đắp cũng nhanh chóng vượt qua các bài kiểm tra theo truyền thống, chọn đúng những vật dụng của hóa thân đời trước và trở thành Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cho tới nay, với pháp danh Tenzin Gaso. Theo kể lại, khi đứa trẻ này vừa ra đời, thường thấy một cặp quạ bay đến đậu trên mái nhà, tương tự các đời Lạt Ma thứ 1, thứ 7, thứ 8 và 12. Quý vị thân mến, như vậy, cuộc đời của Ngài Đạt La Lạt Ma chứa khá nhiều màu sắc kỳ bí, nhưng trên hết, Người đã góp phần giúp thế giới tốt đẹp hơn. Người ta còn xếp Ngài là một trong ba vĩ nhân người châu Á của thế kỷ 20. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.